Bây giờ mình đã nói đến cái vấn đề thứ hai. Mình nói đến cái vấn đề thứ hai là vấn đề biểu tình. Cái vấn đề biểu tình mà nói về biểu tình con số 99 đó. Quý vị và các bạn ở trên diễn đàn của Quốc Dũng thấy nó có tào lao không? Nó giống như cái trò khỉ á. Có chuyện gì vậy đại ca? Xin gì? Tôi nói thật ấy, nếu mà quý vị, nó có hai thành phần, tôi nói rõ luôn, có hai thành phần. Thứ nhất là quý vị bị cái lũ ở bên kia nó giật dây, nó làm sai lịch cái vấn đề mà tôi đã nói đi nói lại rồi. Và tất cả tôi nói là ba ngày hôm nay, từ những diễn đàn trong nước đến tiếng vàng ở ngoài nước, những diễn đàn của cờ đỏ đi, rồi diễn đàn của cờ vàng đi, nó đều nói những cái chuyện này. Và những cái diễn đàn đều nói một cái kiểu nói khác nhau. Ngay cả bản thân Dũng cũng đã nói rồi, chứ mà là không, sáng nay đã nói rồi, cũng lại lặp lại đó, nói là không nói nữa. Mà thế mà vẫn nói nữa. Vì sao? Vì bức xúc. Là vì có rất là nhiều người ta lo làm ăn, người ta ít có quan tâm đến cái chuyện đó lắm. Nó xin lỗi chứ bây giờ mà hỏi ra cái dự án 99 đó. Giờ cái dự án 99 có nghĩa là 99 năm làm đặc khu kinh tế. Tôi nói xin lỗi quý vị chứ bây giờ mà hỏi cái chị bán xôi, hỏi cái em bán vé số, hỏi cái anh xe ôm, và hỏi luôn cả những cái người bán chủ tiệm vàng luôn, đôi khi người ta không biết luôn. Có chăng là người ta là biết thôi, chứ người ta cũng giao cho đảng và nhà nước, người ta quản lý, người ta lo, đúng không? Tại vì sao? Vì những cái người đó, người ta thứ nhất là vì cái cuộc sống cơm áo gạo tiền. Và nói về cái thành phần lao động giống như Quốc Dũng đây. Nếu mà Quốc Dũng không phải là người chơi trên diễn đàn, chơi trên mạng, Quốc Dũng cũng chẳng quan tâm tới. Suốt ngày chỉ đi lo kiếm cơm ăn là ok nhất, là lẹ nhất. Rồi những cái người mà người ta buôn bán làm ăn lớn, như là tiệm vàng hay là một cái điều kiện nào lớn lớn một chút, người ta cũng chẳng có quan tâm làm cái gì đâu. Không phải những cái người đó người ta là người ta lo kiếm cơm áo gạo tiền đâu. Người ta có điều kiện mà, người ta bán vàng, đó là chủ này chủ nọ, người ta làm ăn lớn mà. Tại sao người ta không quan tâm? Là bởi vì người ta đặt trọn niềm tin vào đảng và nhà nước. Đó là câu trả lời như vậy thôi. Những người dân lao động của thành phố này á, thì vì cơm áo gạo tiền ok, người ta chỉ biết lo đi làm về, ta mệt quá rồi người ta nằm lăn ra, người ta ngủ, sáng ngày mai ta dậy, ta lật đật, người ta đánh răng súc miệng, ta ăn vài ba hộp rồi ta đi, bắt đầu ta tiếp tục ta đi cài. Còn những cái người mà người ta có kinh tế khá một chút, người ta làm chủ cả, thì người ta đã tin tưởng vào đảng, vào nhà nước, là đảng và nhà nước không bao giờ đưa người dân xuống vực thẳm, lúc nào cũng muốn cho người dân có cái ấm no hạnh phúc, có công ăn việc làm, giải thiệt, coi như là giải tỏa được cái nguồn nhân lực bị thất nghiệp, và đưa kinh tế của đất nước ngày một phát triển ngang tầm với lại các cường quốc trên thế giới. Cho nên người ta không quan tâm. Tôi nói thật đấy. Mà anh em mình ngồi trên diễn đàn này, tôi không biết là người ta như thế nào, nhưng mà bản thân tôi cũng chẳng quan tâm đến cái chuyện này đâu. Nhưng vì bọn chúng xuyên tạc quá nhiều, bọn chúng chửi quá dữ, cho nên tôi phải nói thôi. Chứ thật ra tôi cũng không có rảnh mà tôi ngồi đây tôi nói ba cái chuyện 99 năm để làm gì, cho nó tốn thời gian, đúng không? À, vì tôi là người lao động bình thường, tôi suy nghĩ theo cái kiểu lao động bình thường thôi.
Tôi không biết là nó đem lại cái lợi ích gì, và tôi không biết là cái gì. Tôi chỉ tin tưởng tuyệt đối vào đảng và nhà nước đưa ra một cái chính sách là tạo cho người dân có công ăn việc làm ổn định. Thế thôi. Và mọi người dân cũng chỉ mong rằng ai thuê cũng được, bao nhiêu năm cũng được, 99 năm cũng được, 100, 200 năm cũng được, thuê mà, mướn mà bao nhiêu năm cũng được, ok hết. Miễn sao mày vào đất nước tao, mày làm ăn đàng hoàng, chân chính, mày tuân thủ pháp luật của đất nước tao là ok, duyệt. Thế thôi. Không có cái gì thắc mắc cả. Còn mày vi phạm pháp luật của tao là mày phải chịu cái sự trừng phạt. Mày sẽ bị trục xuất. Thế thôi, đơn giản. Đó là người dân trong nước là người ta chỉ có nghĩ như vậy thôi. Còn những người mà người ta không nói tới, người ta lo, người ta làm ăn, không phải là người ta vô cảm, người ta không biết gì vấn đề mà thời sự đâu, người ta biết hết đó. Người ta coi báo đài mỗi ngày, người ta biết hết. Mình tới 800 tòa báo lận, báo đài lận. Vì 800 cái chương trình đó nó phát đồng loạt ra thì ai cũng biết hết trơn. Chưa tính là YouTube rồi tất cả các mạng xã hội nữa. Hàng ngàn cái mạng xã hội nó nói đến vấn đề này nữa. Đúng chiều có, ngược chiều có, lung tung chiều có hết đó. Có tùm lum chiều hết. Người ta biết hết nhưng mà người ta không có quan tâm tới đâu. Bởi vì người ta lo, thứ nhất là cái thành phần, tôi nhắc lại là cái thành phần lao động nghèo, thì người ta lo kiếm cơm. Công nhân người ta cũng lo kiếm ăn. Người ta đi làm về xong rồi là người ta chỉ biết ngủ một giấc, ngày mai người ta cài. Còn những cái vị mà người ta có điều kiện đó, như là chủ cả, giám đốc, phó giám đốc, quý vị đừng có trách là người ta không có vô cảm với lại cái hiện tình đất nước. Mà người ta đặt cái niềm tin tuyệt đối vào đường lối và chính sách của đảng đưa ra. Thế thôi. Cho nên người ta không có phải bận tâm, mà người ta lo lắng, người ta lo, người ta làm, người ta kinh doanh để cho công ty người ta ngày một phát triển, rồi người ta đóng thuế lại cho nhà nước. Thế thôi. Người ta làm đúng tròn với cái nghĩa vụ công dân của người ta là xong. Ngược lại thì có những cái thành phần không lo làm ăn ha, suốt ngày cứ trông ngóng ngửa tay chờ những cái đồng tiền. Vâng, em chào anh Tuấn Vũ ạ. Chờ những cái đồng tiền ở bên kia gửi về, vài đồng bạc lẻ sắc động xuống để mà biểu tình chống lại cái chủ trương và cái đường lối của đảng và nhà nước. Mà quý vị á, những cái người nào mà nghe lời tụi nó, mà ngày mai, ngày mốt hay là sau này mà nghe lời tụi nó, đúng không, mà xuống đường mà biểu tình cái vụ 99 á, là quý vị không phải là chống vào đảng và nhà nước đâu, mà quý vị chống lại cái quyền lợi của nhân dân Việt Nam, của 90 triệu dân Việt Nam chúng tôi này nè. Thì lúc đó quý vị lãnh cái hậu quả từ người dân chúng tôi là những, là quý vị đừng có buồn đó nha, tôi nói rồi đó. Chứ đảng và nhà nước người ta mới đưa ra là người ta mới giống như tôi nói thẳng một câu, giống như người ta thả thính thôi, để cho người ta lấy ý kiến của người dân. Không lẽ bây giờ người ta gửi thơ đến 90 triệu người, mỗi người một cái lá thơ, ta hỏi ý kiến. Ông ơi, đảng làm vậy đúng không? Bà ơi, đảng làm vậy đúng không? Ta đâu có rảnh ta làm cái chuyện đó. Người ta chỉ có thông qua quốc hội, rồi để cho quốc hội đại diện cho những người dân đi bầu. Xong rồi người ta đưa ra những cái bàn luận, cái nào đúng thì người ta thực hành, cái nào sai thì người ta sẽ gạch bỏ, cái nào thiếu sót thì người ta sẽ thêm vào, cái nào dư quá người ta cúp. Làm sao thì làm sao đúng theo hiến pháp, pháp luật của nhà nước Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ok ha. Cho nên bây giờ mấy ông mấy bà mà có xuống đường, mấy ông phá thì người ta cũng không nói mấy ông mấy bà đâu. Nhưng mà mấy ông đang phá hoại trực tiếp vào nồi cơm của mấy ông mấy bà đấy. Mấy ông đừng có nghĩ ai cũng chống như mấy ông mấy bà. Tôi cho mấy ông mấy bà giỏi lắm chừng 10 triệu người đi, còn 80 triệu người nữa đó, mấy ông mấy bà biết không.
trong đó có con cháu với ông mấy bà, có hẳn là con cháu mấy ông mấy bà mà đi biểu tình, nó đồng tình với mấy ông mấy bà không? Tôi nói bởi vậy những anh chị em nào có cha có mẹ mà theo chân cái lũ chống cộng cực đoan, nó cho tiền rồi mà đi xuống á, là phải biết ngăn cản cha mẹ mình lại, anh chị em mình lại, hay nói đúng hơn là người thân mình lại, khuyên họ đừng có để cho họ cầm mấy cái tờ giấy tào lao khùng khùng điên điên mà ra đường. Vì cái đó không phải là những cái người đó là người ta chống lại cái chính sách của đảng và nhà nước đâu, mà quý vị đang chống lại cái sự phồn vinh, cái sự mà của 80 triệu dân còn lại đó. Quý vị ngồi đêm nay quý vị gác tay chán suy nghĩ coi tôi nói đúng hay sai. Bởi vì sao vậy, tôi mới nói là cái giới mà có điều kiện, chủ cả, giám đốc, phó giám đốc các công ty đóng trên địa bàn cả nước, người ta không quan tâm, người ta không nói tới, có nghĩa là người ta đã đặt hết cái niềm tin vào đảng và nhà nước rồi, người ta giao hết rồi, người ta chỉ biết làm, người ta đóng thuế thôi. Còn những người lao động như chúng tôi á, là vì cơm áo gạo tiền, người ta cũng đặt niềm tin vào đảng và người ta cố gắng, người ta làm, người ta đi cài để người ta lo cái cuộc sống gia đình người ta, để người ta góp một phần một nhỏ bé để người ta xây dựng đất nước. Còn mấy ông mấy bà ăn ở không, nhận tiền của bọn chúng đi xuống cầm ba cái tờ giấy tàu lao mới lao phá hoại đất nước, là mấy ông mấy bà phá hoại lại những người dân chúng tôi, chứ chưa thấy là mấy ông mấy bà phá hoại đảng mà phá hoại chúng tôi. Là chúng tôi sẽ ra tay, lúc đó mấy ông mấy bà đừng có buồn. Tại sao mà đừng có nói là công an thuê côn đồ với này nọ rồi là không có đâu nha. Tại vì mấy ông mấy bà không có hiểu, mấy ông mấy bà tối mắt gì cái đồng tiền đô, đúng không à? Thấy cái đồng tiền đô nó lạ quá. Nhưng mà chính những cái đồng tiền đô đó, nó đưa quý ông quý bà vào trong cái ngõ cụt của cuộc đời đấy, không có lối thoát đâu, tôi nói thật đấy. Tôi bảo đảm á, quý ông quý bà mà coi có dọi xuống đường để rồi thấy cái cảnh, tôi không có hăm dọa đâu, tôi nói thật đấy, tôi nói thực tế đấy. Người ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đón mấy ông mấy bà hết rồi. Không phải người ta sợ mấy ông mấy bà mà người ta như vậy đâu, đúng không? Người ta cho mấy ông mấy bà có cái tự do nói lên cái chính kiến của mình, nhưng mình nói như thế nào với một cái tính cách xây dựng, đúng không à? Ví dụ như nhà nước người ta đưa ra một cái chính sách gì, người ta trưng cầu ý dân bằng cách là người ta thông qua quốc hội, ta họp, người ta báo, họp báo với quốc hội, rồi người ta đưa cái chủ đề đó ra để cho quốc hội người ta thảo luận. Quốc hội là gì? Là do mấy ông mấy bà đứng ra bầu lên, đại diện cho mấy ông mấy bà đó, mấy ông bà người ta đã bầu lên, mấy ông bà có bà có tin người ta thì mấy bà mới bầu người ta lên, mà đã bầu người ta lên thì phải đặt niềm tin vào người ta, đúng không à? Chẳng lẽ quốc hội người ta đi bán dân sao? Nên tôi nói như vậy thôi, mình phải đi sâu phải hiểu. Mà bây giờ quý ông quý bà không có đặt niềm tin vào, rồi mấy ông mấy bà cứ đặt niềm tin vào đồng đô la, mấy ông mà phá ăn bao nhiêu cho đủ, nhịn bao nhiêu cho thiếu hả? Mấy ông mấy bà nào mà theo cái, tôi chỉ nói riêng cái thành phần mà đang có cái đầu óc rắp tâm mà đi phá hoại nha, đi xuống biểu tình mà phá hoại nha, mà thấy tôi chỉ nói riêng những thành phần đó thôi. Vậy đây tôi là một người dân, tôi mong rằng cái clip này chia sẻ tới mấy ông mấy bà, để mấy ông mấy bà tối nay tôi biết chắc. Vậy tôi coi mấy cái clip biểu tình tôi thấy không có người trẻ, toàn là những người già không à, già mới dễ dụ. Thật tội nghiệp cho mấy ông mấy bà, cho tôi rất còn tôn trọng mấy ông mấy bà, là bởi vì mấy ông lần mấy bà là người Việt Nam, là người trong nước. Chúng tôi không có nỡ lòng để mà chửi rủa mấy ông mấy bà giống như cái lũ ở bên kia. Cho nên tôi mong mấy ông mấy bà hãy tối nay hãy ngồi với suy nghĩ lại đi. Trước khi mình làm cái gì, mình người lớn rồi, mình có con, có cháu, có những người mà
có cháu nội cháu ngoại luôn rồi, tại sao lại nghe lời? Tôi thấy giống như là hôm nay có ai chia sẻ tôi cái clip mà ngồi trên cái xe bus đó, xong rồi cầm cái tờ giấy khổ 4A, toàn là già không à, già hơn tôi luôn, rụng răng luôn, tôi rụng con cái rụng gần hết hàng luôn, vậy mà cũng la lên đạ đạo cộng sản bán đất cho Tàu. Bây giờ mấy ông mấy bà về YouTube kêu con cháu Việt Nam kêu là YouTuber đó, dở lên coi hình ảnh của mấy ông mấy bà trên đó đó, nếu mà ông mấy ông bà chưa có bị bắt hay là còn ở ngoài, dở lên coi xem nó có mắc cười không, nó giống như trò hề không. Rồi con cháu mình nó ngồi để nhìn cái hình ảnh đó, trời ông nội ông ngoại ơi, không lo đi chùa đi mà lao làm cái chuyện kỳ cục vậy, làm trò cười cho thiên hạ. Tôi thấy có cái bà nào đó, bà làm cho một giỏ sách giấy 4A luôn, bà đứng bà la làng ở trên xe bus đó. Mà tôi nghe tiếng cười thì sầm thì sầm thì sầm, có mình bà la. Bây giờ cái bà đó đó, tôi không biết cái tên cái bà đó, bà nào đó, nó không có nói tên, nhưng mà thôi cái bà đó bà chịu khó đi, nếu mà bà còn ở ngoài xã hội tối nay á, bà về bà mở YouTube lên đi, YouTuber đó, bà đánh vào cái chữ bà biểu tình đó, nó ra liền à. Mà nếu bà có Facebook, bà vô Facebook tao cũng chia sẻ à. Rồi bà vô đó đi, bà coi lại cái hình ảnh của bà làm, có nó có giống con người không, hay là giống con ngợm. Và bà già rồi, tôi nói thiệt bà đáng má tôi luôn á, nãy giờ tôi nhục mạ bà nó kỳ quá luôn. Tôi cũng biết bà cũng có cái nỗi khổ, chắc cũng mà tiền góp tiền sách hay là bao lô bao đề gì đó, thiếu nợ quá rồi, bây giờ làm đại một hai vố, nghĩ nó cũng đâu nhẹ nhàng gì đâu, cũng đâu có nặng nề đâu. Cầm có tờ giấy 4A dơ lên la vài câu là về nhận được vài đô hay là vài trăm ngàn đi về trả nợ, có tiền chiều bao lô. Mấy ba mấy má không biết có trúng được con 99 chưa mà thấy gầm gỗ dữ vậy không. Cái này cũng đề đón ghê lắm nè, thiếu nợ nè, mới liều mạng vậy đó. Không, mỗi chiều mình lên trên dịch vụ internet mình coi cái, mình coi rồi, tại vì cái đề bài mình không có thời gian mình vô chỉ cập, nhưng mà mình vô mình vô trong đó mình thấy mấy ông mấy bà trong đó ai chia sẻ cho mình cái clip mà ở trên cái xe bus đó. Rồi có mấy anh em đeo băng rôn đỏ rồi đi giải tán, họ cũng hiền, họ cũng chỉ khuyên thôi, họ vuốt vuốt rồi họ khuyên thôi, bảo giải tán đi, nhà ai nữa người đi về rồi. Đấy, mình thấy toàn là những ông bà già, không thấy bà già mà chứ không có ông già nữa, nó thiệt là mình nói cho đúng á. Dạ. Yeah.